Hello, xin chào các bạn. Chuẩn bị có tuyết rơi rồi. Hôm nay cây hồng nó trút xuống nhiều lá quá, để lại rất nhiều quả màu vàng chín rồi, rất đẹp. Nên hôm nay mình sẽ quay lại cảnh đẹp của cái cây hồng này để gửi đến các bạn cùng xem nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đi ngắm cây hồng với mình. Có thể nói là từ gốc đến ngọn quả cứ chĩu chịt lại các bạn ạ, nhìn đã vô cùng là đã. Nhiều quả quá trời luôn, cái cành cũng thấy lặng các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cây hồng của mình có mê không? Quả nhiều quá trời luôn. Hồng chín vàng ươm, lúc này ăn là rất giòn, ngọt và mọng nước đấy các bạn ạ. Một chút hình ảnh về cây hồng của mình. Video của mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và yêu thích thì các bạn cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye!